Ok đấy em. Đây là khu vệ sinh riêng dành cho cái kho này. Đây là cái khu vực người ta ngăn để làm văn phòng hoặc là các cái phòng nhỏ ở cuối cái nhà kho, có cả vòi nước. Chỗ này có thể làm bếp ăn nhỏ cho cái công nhân vận hành kho. Thì khu này là chỗ này có thể ở lại được. Công vào thoải mái em, container vào thoải mái. Chỗ này đường này ai cấm bao giờ đâu. Em sử dụng container hả? Em là có dùng container đúng không? Công đây vào thoải mái. Ừ thì xe dùng đấy, em nhìn ở xung quanh này người ta cũng đang làm toàn công nghiệp nặng đấy. Vâng, em chào bác. Đây bạn ấy đang xem. Vâng đấy, bạn ấy đang xem đấy. Em cũng vâng. Trông bác vẫn phong độ nhờ. Càng ngày càng trẻ ra hay sao ấy? Trông càng ngày càng trẻ ra thế này. Chết không chứ chị. Cây sung dạo này có quả không bác?